tập 20 Những em bé Queens. Làm tốt lắm Aisha. Đừng sợ nha, bây giờ chúng ta sẽ bay cùng nhau. Hả? Khoan, còn một con nữa. Tụi chị sẽ đưa em và các bạn của em tới chỗ an toàn. Được rồi, đi thôi. Những chú hải cẩu đáng yêu đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Và giờ chúng có sức khỏe rất tốt và đang rất hạnh phúc ở công viên giải cứu động vật. Nhờ nhóm Queen hết á. Tí tí, mình thích được khen lắm. Và bây giờ mình xin được giới thiệu những ngôi sao thực thụ. Những thú tuyệt của chúng ta. Nhìn lên các bạn, trình diễn thôi nào. Đẹp lắm. Quả thật rất là ấn tượng đó. Mình muốn chạm nó. Mình thấy nó chạm mà. Bình tĩnh các em, đừng làm nó sợ mà. Vẫn còn phần hấp dẫn nhất mà. Có đúng vậy không nào, Queens? Sau đây chúng tôi sẽ trình diễn một màn ảo thuật đặc biệt, đừng bỏ lỡ nha. Mấy chú hải cẩu sẽ không ở đây mãi đâu. Chúng sẽ trở về với môi trường sống tự nhiên khi chúng trưởng thành. Và những loài động vật khác trong công viên này cũng sẽ như vậy hết. Các bạn, trong lúc mình tiếp tục công việc, các bạn trông chừng công viên giải cứu động vật được chứ? Được rồi, Rosie, đừng lo nha. Tụi mình sẽ giúp các bạn một tay, để hai chúng ta có thể ở bên nhau một lúc. Hmm.
Lum, chị có thích màn trình diễn của em không? Ồ, Alas, em thì đặc biệt rồi. Hả? Cô kiểu rất là đẹp đó. Ừ. Cậu xem, nơi này thật sự rất là đẹp. Hả? Hả? Mình không dám chắc lắm, nhưng mình có cảm giác có ai đó đang theo dõi. Hả? Alas, ra đây đi. Hả? Ra đây, đi với tụi chị. Được không? Tất nhiên rồi. Tất nhiên là không. Sky, anh gặp Lum khi nào vậy? Anh và chị ấy có tình cảm với nhau thế nào? Để anh nhớ xem. Anh từ đâu tới? Anh có phải là người đáng tin cậy không? Hả? Nghe nè, anh thích em, nhưng bây giờ em để tụi anh yên được không hả? Sky, đừng nói với mình là bạn ghen với Elas nha. Mình mà đi ghen với một con ngựa một sừng hả? Thôi đi. Anh ấy nói đúng, cuối cùng thì em cũng chỉ là một con vật thôi. Alas, khoan đã. Con ngựa đó quan trọng hơn mình sao? Sao bạn lại không tế nhị chút nào vậy hả? Hả? Hai người rất là giống nhau, biết không hả? Bướng bỉnh và rất là tự cao tự đại. Đó, ít ra thì ngươi cũng thử tiếp đất một cú nhẹ nhàng coi sao. Đồ dũng về. Raphilius, em lại tới trễ, giống như mọi khi vậy. Em vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại ở đây nữa. Bố em không nhớ hay sao? Chỉ chắc với em là nếu như chúng ta bắt được hết bọn thú tiên của Wings, chúng ta sẽ tìm được con vật có phép thuật tối ưu đó. Được rồi, cái bẫy đã sẵn sàng. Chương trình của Quyên vẫn chưa bắt đầu mà. Không ai thấy tụi mình hết. Bạn biết sao không? Chúng ta hãy tới gần với con hải cẩu kia đi. Mấy con hải cẩu bị bệnh rồi, chúng ta phải báo cho mấy chị biết thôi. Mấy con thú nhỏ này giúp chị nảy ra một ý tưởng. Cảm ơn đã cho tụi chị biết. Mình không tìm được Elas. Có chuyện gì ở đây vậy? Chị Plum, hải cẩu bị bệnh rồi. Đừng lo lắng, tụi chị sẽ chăm sóc chúng mà. Chương trình của Queen sẽ bị quỷ có đúng không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng mấy em hãy về đi. Gặp lại mấy em sau nha. Dạ. Mình thật không thể nào hiểu được. Lúc nãy chúng còn ổn mà, có chuyện gì vậy? Khoan đã, có sáu chú hải cẩu ở đây mà. Giờ thiếu mất một con rồi. Đi tìm nó thôi, đi với em nào. Mình sẽ thử chữa bệnh cho chúng bằng phép thuật của thiên nhiên. Bạn làm được rồi Flora. Làm đi, Raphilius. Thần chú chuyển đổi thời gian. Chúng ta thay đổi sức mạnh thời gian.
Dạ làm được rồi. Chúng ta là trẻ con sao? Mình là người đẹp nhất. Mình là người thông minh nhất nhóm. Cậu hãy bình tĩnh đi Tết nè. Đừng nói nữa. Giờ tới lượt mình đó. Chúng ta là nhóm Queens. Chúng ta phải tìm những con thú cưng nhỏ bé của chúng ta. Nghe mình đã. Chúng phá hoại kế hoạch của chúng ta rồi. Em sợ sao đứa nhỏ tí xíu vậy sao? Nhóm Whis đang chăm sóc mấy chú hải cẩu đó. Hy vọng là không có gì nghiêm trọng xảy ra. Có lẽ họ cần mình giúp một tay. Mấy bạn làm đi, mình đi đây. Vẫn còn giận lum sao? Thôi mà đi với tụi mình. Mình dám chắc là bạn sẽ giải quyết được vấn đề mà. Mấy đứa trẻ này đáng ra không được chạy nhảy lung tung một mình. Có lẽ chúng tự tách ra khỏi nhóm của Rosie. Để mình coi chừng tụi nhỏ sao. Chào chào. Mấy em là người hâm mộ nhóm Win hả? Tụi mình là Win nè. Win thật đó. Wow. Và tụi mình có một nhiệm vụ. Các bé cưng à, lẽ ra mấy em không nên tách khỏi nhóm chứ. Nhưng mà tự đi sẽ vui ha. Các bạn có nghe chị không? Tụi mình đang làm nhiệm vụ đó. Chúng ta nên đưa họ tới chỗ Rosie. Đúng vậy. Nè, lại đi. Sky. Giúp mình. Mình lạch lâm. Mình bị biến thành trẻ con rồi. Tất nhiên rồi cô bé. Một cô gái nhỏ mà lại có trí tưởng tượng lớn thiệt. Mình biết mà. Bạn không bao giờ tin mình hết. Đừng để chúng chạy thoát. Nè các cô bé, tới giờ kết thúc trò chơi rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta là Quiz. Chúng ta phải dùng phép thuật. Nhưng mình không biết là có được không nữa. Bọn em tính làm gì nữa đây? Phép thuật Quiz. Phép thuật bướm. Hay lắm, vậy đi được. Wow, thật là tuyệt vời. Tuyệt thật đó, rất là tuyệt vời. Thật không thể tin nổi, họ lại là Win thật. Blum, Blum. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy? Mình sẽ nói cho bạn biết sao. Win, giờ đi tìm mấy thú tiên thôi. Dừng lại. Khoan đã. Làm sao dụ được mấy con thú tiên nó sập bẫy của chúng ta bây giờ đây chị? Cứ để đó cho chị em trai à. Hãy lo bắt chúng nó đi. Hey! Chúng ta đi thôi. Hay lắm Amarok, bạn đã tìm được nó rồi. Và bọn ta đã tìm được các người. Chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ. Mình trở lại đi lắm. Sao không ai chịu nghe mình hết vậy? Vậy chúng ta vào trong đó coi nha. Đi đâu vậy? Các bạn hãy quay lại. Hả?
tại sao không ai chịu nghe mình hết vậy? Máy thu tiền của chúng ta bị nhóm rồi. Là nhóm Queens hả? Flora, chị đó sao? Sự gắn kết giữa chúng ta vượt qua thời gian và không gian, và em có thể nhận ra chị bất kể ra sao. Amaro, ai nhốt em vào lòng vậy? Đoán xem nào. Chào mừng các người đã đến với rạp xe của Raffi Liot. Lại là ông nữa sao? Đồ phiền tối, tấn công quả lần. Các người chỉ có thể làm vậy thôi hả? Không được cười các bạn của ta. Sống siêu âm. Còn mắc cười hơn có chiêu hồi nãy nữa. Ngươi sẽ không cười được nữa đâu. Hay quá, chương trình bắt đầu rồi. Shiny, thả mấy bạn khác ra đi. Sao mà nhiều kẻ thù quá vậy nè? Tao nghĩ tao nên chuồn thôi. Mấy cô gái nhỏ đâu mất tiêu rồi ta? Elad, em có thấy 6 cô gái nhỏ đâu không? Ý anh là nhóm Win đó. Đây là con ngựa một sừng, con vật bị thất lạc của ta sao? Nhưng trước hết phải diệt nhóc ranh quấy rầy kia đã. Chạy đi Raffi Liot, chị sẽ xử tội em sao? Elad, cảm ơn em đã cứu anh. Và cho anh xin lỗi, anh không có ý thô lỗ với em đâu. Vậy chúng ta
Là bạn hả? Chị đã dặn mấy em là phải đi theo mọi người bao nhiêu lần rồi hả? Và cái rạp xiếc này nó từ đâu ra vậy chứ? Raphaelius đã tạo ra nó. Hắn bắt tụi em, chị nhớ tụi em vào đây đó. Phải đó. Các bạn, bây giờ đi với mình đi. Giờ thì đừng chạy nữa. Mấy anh đã bỏ lỡ chương trình của quiz rồi. Bloom. Hả? Hai người làm bạn rồi sao? Hay quá. Nào Elad, em biết phải làm gì mà. Các bạn biết sao không? Làm trẻ con một lúc cũng thích thật đó. Bạn đã hiểu ra là có chuyện gì chưa? Hiểu. Là mình không thể để các bạn ở một mình hơn 10 phút, phải không? Mình với nhau.